Hello, xin chào tất cả người và nhân dịp năm mới mình chúc anh em có một năm mới vui vẻ, mạnh khỏe và cũng như là đạt được rất là nhiều thành công trong năm mới này. Anh em nào đi học thì mình hy vọng là trong năm mới anh em sẽ đạt được thành tích cao trong học tập. Anh em nào bây giờ còn đi làm thì mình chúc anh em có thể đạt được tăng lương trong năm mới này chẳng hạn. Ok, và hôm nay thì mình sẽ làm một cái video và cũng nhờ lì xì cho anh em, chỉ là một cái giá trị nho nhỏ thôi, nhưng mà cái này thì cũng là do cái mong muốn của mình. Ok rồi, và cái video này, cái gọi là cái lì xì như này dành cho những anh em nào mà thường xuyên truy cập được những cái video mới nhất của mình nha. Ok, về hiện tại giờ thì mình đang đứng trước là shopgame24h.vn, shopgame24h.vn đó. Và cái clip lần này thì mình sẽ tặng nick trị giá 1 triệu cho anh em, trị giá 1 triệu lì xì đầu năm nha. Đầu tiên anh em có thể ấn vào đăng nhập trước nha, đăng nhập trước này. Rồi anh em cố gắng đăng nhập trước nha. Ok. Shopgame24h.vn này. Đó, cái này nó bị lag, ấn lại lần hai. Rồi, chắc chắn là này được rồi. Rồi, anh em thể nhìn thấy nha, mình sẽ kiểm tra này. Mình đã dùng thẻ ngân hàng và anh em thể nhìn thấy là thẻ tín dụng của mình ngay cạnh kìa. Mình đã nạp 1 triệu vào đây rồi. Ok, 1 triệu nha, 1 triệu đồng. Rồi, Shop game 24h.vn thì có bán nick đột kích Liên Quân Mobile, truy kích Liên Minh, đó, FIFA Online 3. Giờ này thì mình chỉ làm về Liên Quân thôi, thế nên là mình sẽ giới thiệu cho anh em về các tài khoản ở trong cái Liên Quân Mobile ở cái shop này, và cũng như là mình sẽ tìm ra được những cái tài khoản rất là gọi là rất là ngon để có thể tặng cho anh em nhân dịp đầu năm mới như thế này. Ok, rồi. Đây em thể nhìn thấy đây là giao diện của shop nhá. Mình sử dụng bằng điện thoại để có thể là cho anh em dễ hơn. Lì xì đầu năm thì anh em thật sự được rất là nhiều, thế nên là để mà mua được một cái nick vừa với cũng như là uy tín thì mình lấy cái độ đảm bảo của mình ra. Đấy, mình đảm bảo cho anh em cái độ uy tín ở cái shop này. Đầu tiên thì cái này rất là đơn giản anh em ơi. Có thể tìm theo giá này. Có rất là nhiều giá khác nhau, 50k, 50k này, 200k, 500k, 1 triệu này. Từ 1 triệu trở lên. Mình thì hiện tại mình đang có 1 triệu rồi. Ok, nhập số Argentine này, số vàng tối thiểu là danh tối thiểu là cái này thì rất là đơn giản anh em ơi. Số tướng tối thiểu này, số trang phục tối thiểu này. Và bây giờ thì mình sẽ thử lướt qua về các tài khoản trong cái shop này. Tất cả anh em nên nhớ là tất cả các tài khoản trên web đều đăng nhập bằng tài khoản Garena và trắng thông tin. Hãy đổi mật khẩu và cái thông tin vào app ngay khi mua thành công. Ok. Giờ này thì anh em thì nhìn thấy là 600.000 đồng có 14 tướng, 15 trang phục và 41 ngọc, còn 467 quân huy trong cái tài khoản này còn thừa nha. Với vị tướng Violet phi công trẻ Nakroth, B-Boy công nghệ Lindy, Murad MTV thần tượng học đường. Đó, Lương Bu Dung Nham, Nakroth quân đoàn địa ngục, Nakroth chiến binh hỏa ngục, Laurel đại lạc thiên sứ Van Hên đại công tước Van Hên vũ khí tối thượng. Phải cơ trưởng cái gì đây? 600.000 đồng mà rất lắm trang phục hot anh em ơi. Chắc là có lẽ mình sẽ book cái trang phục này thôi. Đó, trời ơi. Đây này, rất là nhiều nha. Cực kỳ, đây là cái nick mình thấy thế là khá vip đấy. Rồi, tiếp đến này, kéo xuống này anh em ơi. 23 tướng 10 trang phục là có 270.000 đồng thôi. Đó, 190 này. Ok, 130 này. 140 này. 140.000 12 tướng 10 trang phục nha. 130.000 19 tướng 8 trang phục này. Đấy, 65 ngọc này. Ok, thì mình nói là mình sẽ tặng cho em, nhưng mà đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em nạp thẻ trước đã. Hiện tại thì bây giờ là anh em thể nhìn thấy là mình đang có 1 triệu đồng ở trong cái shop này. Bây giờ thì mình sẽ thử nạp cho anh em trước nha. Nạp tiền này. Nạp tiền, hướng dẫn nạp tiền cho anh em đã. Ok, bây giờ mình đang chuẩn bị cái thẻ Mobifone với trị giá là 100.000 đồng. Bây giờ thì mình sẽ sao chép cái mã thẻ này. Đó, mã thẻ này. Chọn lại thẻ nha, anh em thể chọn Mobifone này. Ok, nhập mã pin. Mã pin là mã thẻ đấy. Rồi, số series thì nó sẽ có ở đây. Số series đây. Sao chép này. Bây giờ thì mình sẽ dán vào đây. Ok, dán vào và nạp vào tài khoản nhá. Ok, mình đã nạp thành công cái thẻ nạp trị giá 100.000 đồng mà hiện tại bây giờ mình đang có. Từ từ để cho nó lát một chút anh em ơi. Bây giờ là phải để cho nó cập nhật một chút đã. Rồi. Giờ mình sẽ vào lại phần Liên Quân Mobile. Ok, ở đây thì mình sẽ kiểm tra nhá. 1 triệu 100 nghìn đồng anh em nhìn thấy chưa? Hiện tại trong tài khoản của shop này mình đã có 1 triệu 100 nghìn đồng rồi. Bây giờ thì mình sẽ mua cho anh em này. Mua cho anh em cái shop, mua cho em cái nick 600 nghìn đồng này.
xem chi tiết đã. Hiện tại thì cái nick này đầu tiên anh em cần phải tìm hiểu kỹ về các thông tin từ tài khoản này. Thật sự thì nó rất là uy tín, nhưng mà nếu mà anh em đây này, trang phục nha, anh em cần phải mua đây này. Van Halen vũ khí đấy, Van Halen đại công tước này, Laurel đại là tiên sứ này, rất là nhiều những bộ trang phục. Violet phi công trẻ, Violet nữ đặc cảnh, Carisi tiệc bãi biển này, đó John, Van Halen vũ khí đấy tối thượng này, Murat MTB thần tượng học đường, lữ bố nam vương, lữ bố đặc nhiệm squad, Murat thợ săn tiền thưởng. Đó, một nick chỉ có 600.000 đồng thôi, khá là ngon. Bây giờ thì mình sẽ mua cái nick 600.000 đồng này và có thể tặng cho anh em nhá. Tài khoản số 2792, bạn có chắc muốn mua tài khoản này? Ok, có luôn, thành công này, giao dịch này. Rồi, bây giờ thì đây, anh em thể nhìn thấy nha, 600.000 đồng nha. Rồi, mã tài khoản này, tên đăng nhập và mật khẩu anh em nên nhớ này. Tên đăng nhập là BILLI Hoa Hoan. Đấy, mật khẩu là Van Hoan 123A. Đó, thông tin là trống nhá. Cái nick này là trị giá 600.000 đồng mình đã mua rồi, và hiện tại anh em thể nhìn thấy là nó rất là nhiều tướng nhá, rất là nhiều tướng luôn. Đó, anh em thể nhìn thấy là mật khẩu tài khoản này. Cái này là cho anh em nào mà đăng nhập nhanh nhất có thể. À không phải đăng nhập nhanh nhất có thể mà xem video của mình nhanh nhất có thể, và anh em có thể là thay đổi mật khẩu của cái nick này. Ok, mình sẽ không lấy, đây là mình sẽ tặng cho anh em mà. Rồi, anh em thể nên nhớ là bây giờ là hiện tại sắp sang giao thừa rồi. 23:51 rồi. Đó, hiện tại là 15 tháng 2, tức nghĩa là ngày 30 tháng 1. Đâu 30 tháng 12. Chỉ còn vài phút nữa thôi là sẽ bước sang giao thừa. Thật sự thì cũng không mình cũng không xem pháo hoa. Đó. Tức để có thể là lì xì cho anh em thôi. Ok, bây giờ mình sẽ quay trở lại nhá. Quay trở lại này. Bây giờ kiểm tra tiền từ nó vẫn chưa trừ, để mình sẽ quay trở lại một chút. Chắc là bây giờ thì mình sẽ xem là còn bao nhiêu tiền, từ từ. Ấn vào liên quân nha. Mình đã mua thành công được cái rồi. Đó anh em thấy này, những khách hàng vừa mua tự động Nguyễn Trọng Việt 600.000 đồng. Đó tên của mình nha, mình vừa mua được cái 1 phút trước nha. Rồi, và xem tiền của mình bây giờ còn 500.000 đồng. Bây giờ mình sẽ mua một nick trị giá 500.000 đồng cho anh em này. Một nick trị giá 500.000 đồng xem nào. Cái này tăng cho hai người mà nhanh nhất có thể. Từ 500 đến 1 triệu đi, ok. Rồi, tìm kiếm nhá. Mình sẽ lựa chọn một cái nick rất là ngon để tặng anh em. Từ từ, hình như là vẫn hơi bị sai anh em ơi. Đây. Từ nào 200 đến 500k đi. Đây, có rồi. Rồi. Có cái nick này là 23 tướng này, 10 trang phục này. Rồi mình sẽ múc luôn nha. Mình sẽ múc luôn cái nick này đi. Danh kim cương 5. Hiện tại danh kim cương 5 rồi. Đó, đỡ mất thời gian anh em cày. Rồi. Trời ơi, 7 phút nữa là xác sang năm mới rồi. Nhanh nhanh mình sẽ mua ngay và ra xem tí gọi là đón giao thừa một chút. Ok, mua ngay này. Mua luôn. Giao dịch thành công. Bây giờ nó sẽ tự cập nhật cho mình sang đây. Rồi. Đó. Cái tài khoản thứ hai nữa anh em thì nhìn thấy này. Đây là mật khẩu của cái nick trị giá 600.000 đồng, 270.000 đồng. Và bây giờ thì mình đang có, từ từ mình sẽ quay trở lại cái phần mua nốt số tiền còn lại. Mua nốt số tiền còn lại nha, Liên Quân Mobile này, mua này. Ok. Vào cái đây. Bây giờ sẽ là mình còn bao nhiêu tiền nhỉ? Mình còn 230.000 đồng nha. 230.000 đồng. Bây giờ xem nào. 230.000 đồng. Tìm theo giá đi. 200. Chưa có. Cái này chắc là chủ shop chưa up. Tìm kiếm tất cả này. Cái shop này là shop game24h.vn nha anh em ơi. Đó, shop game24h.vn. 190.000 đồng đấy nha. Mình sẽ mua luôn này. Ở 23 tướng này mua luôn nha. Mua ngay này. Trời ơi, cái hôm nay thì mình mua rất là nhiều. Tại vì lì xì đầu năm cho anh em mà anh em ơi. Rồi. Đó, nó nhảy sang. Ok. Đây. Đây là cái 3 tài khoản. Anh em thể chụp lại màn hình và có thể đổi lại mật khẩu nha.
190.000 đồng, 270.000 đồng và tài khoản nhiều nhiều nhất là trị giá 600.000 đồng. Rồi tiếp tục này. Bây giờ là không biết là mình còn bao nhiêu tiền nữa. Bây giờ là mình còn 40.000 đồng này anh em ơi. 40.000 đồng mình sẽ mua nốt này. Chơi là phải chơi, chơi liền luôn. Hôm nay là phải năm mới đây, mình đứng top luôn anh em ơi. Đó, năm mới mà. Lì xì cho anh em đi. Những anh em nào mà hay theo dõi các video của mình đầu tiên ấy thì anh em có thể là thấy được từ từ chỗ này. Bây giờ mình sẽ thử tìm kiếm xem 40.000 đồng xem nào. Dưới 50k tìm kiếm. Rồi, cỗ này thì có 40.000 đồng chuẩn luôn. Mình sẽ múc luôn cái nick 40.000 đồng này nha. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ mua luôn này. Shop game24h.vn. Đây. À, đã được đặt cọc rồi. Rồi, cái này, cái tài khoản này đã được đặt cọc. Đã được đặt cọc là em không mua được nha. Buồn thật. Đó, các anh em đặt cọc rồi. Bây giờ thì mình sẽ, trời ơi, còn 4 phút nữa là giao thừa rồi. Mình còn 40.000. Một cái nick nào mà nó vừa tiền 40.000 nào cho nó thừa. Trời ơi. Đây, 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 40.000 đồng đây. Rồi. Thôi lại được, đã được đặt cọc này. Buồn vãi. Sao dạ này anh em mình đặt đây đây, 40.000 đồng vẫn còn đấy. Rồi, lại được đặt cọc tiếp. Trời ơi, 45.000 đồng mình không đủ. Buồn thế. 35, 50, 25, 12, 45, 40.000 đồng. Trời ơi, không có nick 40.000 đồng. Ok, thôi, thôi, có lẽ là mình sẽ múc tạm 30.000 đồng đi. Hoặc là 35.000 đồng đây. Rồi. Ô, sao lại được đặt cọc này. Rất là lắm, anh em mà không nhanh thì hết sạch nick đấy. Thật sự thì cái shop này bán uy tín nên là lúc nào được đặt cọc anh em ơi. À đây đây đây, mình sẽ mua ngay cái này. Ok. 57 rồi, 23 giờ 57 phút rồi. Đây là các thông tin nha anh em ơi. Hiện tại giờ là mình đã mua thành công rồi. Em cộng vào này, chỗ này là trị giá 1 triệu đồng chưa. 600. Cái tài khoản trị giá nhất là 600.000 đồng. Cái tài khoản tiếp theo là 270.000 đồng. Tiếp theo là 190.000 đồng và 35.000 đồng. Đây là tất cả các tài khoản, tên tài khoản đăng nhập và mật khẩu. Anh em nào nhanh tay thì có thể thay đổi lại toàn bộ này. Trị giá cái lì xì ngày hôm nay mình sẽ, đây là trị giá là 1 triệu đồng nha. Ok, và shop này có tên là shop game24h.vn. Một shop thì mình đảm bảo anh em là uy tín 100%. Mình sẽ lấy của mình ra là đảm bảo uy tín thôi. Cái độ của mình rồi anh em ơi. Và giá anh em thể tham khảo được rất là rẻ, 600.000 đồng mà mình mua được rất là nhiều trang phục rồi. Ok. Và bây giờ thì sắp sửa sang năm mới rồi. Đón giao thừa thôi, bây giờ thì mình sẽ tắt cái video này đi để mình có thể là ra ngoài để ngắm pháo hoa nhá. Và chúc anh em có một năm mới vui vẻ. Happy New Year. Bye bye.